con chim bay trên cao, cầm chắc lấy chuôi con dao. Quay quá nhanh, đinh quá anh hơi bị xíu. Tập trung vô đôi tay, thân kinh vững không lung lay. Phải tính xem đường gió bay quá là hay. Yên lặng nào em, ở bên kia có người thầm thò. Nhiệm vụ bắt cóc con tim, nhìn em gái cũng xinh xinh. Điều thứ con gái dương ra, đối thủ của chúng ta. Mình phải uy hiếp ông ta, cẩn thận chớ có qua loa. Mạng con gái lão trong tay, manh động là giết ngay. Ôi anh ơi là anh ơi, có sao anh lại tối đời. Vẫn chưa dạy thằng em tu, mà giờ thành quá cố. Khóc lóc chỗ gì im ngay, nó quy tiền là do mày. Thế nên phi vụ mới này, nhờ cậy vào chú mày. Sao đau óc thấy hơi lao đao, thầy bói theo mình sống dai qua là sai. Luyện thiền đi cho tôi, mong cứ luyến thơ không thôi. Còn sống nhân chưa chết đâu, vẫn còn lâu. Cái gì vậy trời, là ai nói? Chết mẹ mày rồi, giờ muốn sống hãy theo tao. Chỉ cần ngoan sẽ không sao, mày là tao sẽ không tha. Manh động là chết nha, giờ ngoan ngoãn đứng lên mau. Để hai tay vắt ra sau, còn không mau đứng lên nhanh. Vẫn lì à nhãi danh. Muốn giết tôi thì nhanh đi, cứ giữ dao làm cái gì. Giống như là tù thế thì thà rằng chọn cái chết. Nếu không ra khỏi nơi đây, hãy cho tôi được theo cùng. Có lối bí mật an toàn để bảo toàn tính. Chúng ta cần có cô ta làm tim. Há mồm thật to, đại tiểu thư không được tuyệt thực. Máy bay phản lực phải ăn thế mới ngoan nha. Nào ăn đi cấm kêu ca, bà không ăn để tôi ăn. Đói thì đừng có nhăn. Trời ơi ngon quá đi thôi, vậy mà ai đó không sơi. Làm người ta mất công thôi, đâu mà mệt đứt hơi. Thế đưa đây để tôi ăn, nấu ăn chắc được mấy lần. Cứ quay quang làm cái gì, giờ bỏ thì cũng phí. Chứ tôi không thèm đâu nha, nấu ăn thế chỉ cho gà. Muốn tôi khen ngợi ấy à, về nhà mà ước nhà. Lại ăn may, chắc nhà Hồ Gươm cũng bình thường thôi.
mẹ cha cai lão Dương gia, mồm điêu cứ thích ba hoa, chợ ga ông cũng không tha, thế đừng hòng bỏ qua. Vụ này tao cũng hơi cay, mạng con gái lão trong tay, mà lão cũng đếch quan tâm, đúng là loại nhẫn tâm. Nát lấy từ sự tôi đi, sống cũng không còn ích gì. Cứ yên tâm mày sẽ được về mùng một giữa tháng ấy anh gửi để cho em, cái con này mạng nó quen. Bất công anh bần tay này, vậy thì để chú mày. Amazing. Chúc mừng con đã vượt qua cuộc thi và trở thành con rể của Dương gia ta. Ha 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 ha